はい、皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。はい、皆さんこんばんは。はい、皆さんこんばんは。Các bạn ơi, các bạn hãy tăng đồng đội của mình vào để cùng học bài 31 ngày hôm nay nhé. Hai, thu hà sang khôn bang wa. Các bạn hãy tăng đồng đội của các bạn vào để cùng học bài ngày hôm nay nhé. Hai, bá cương sang khôn bang wa. Hai, ôi sư thương Nguyễn sang khôn bang wa. Hai, mẹ sang khôn bang wa. Nguyễn Hoa sang khôn bang wa. Nguyễn Thị Tuyết sang khôn bang wa. Hai, mẹ sang khôn bang wa. Các bạn ơi, hôm nay cô Hương có việc bận về quê. Chính vì vậy mà buổi học ngày hôm nay thì Sen Bay sẽ thay cô Hương đi với các bạn bài số 31 ngữ pháp các bạn nhé. Hey, mẹ sẵn khôn bang hoa. Hey, mẹ sẵn khôn bang hoa. Bài 31 của chúng ta thì là một bài rất là dễ. Chính vì vậy mà các bạn hãy cố gắng tập trung học cho nhanh nhất nhé. Hey, mẹ sẵn khôn bang hoa. Trần Thị Thu sẵn khôn bang hoa. Hay văn bến sàng khôn bang qua, mẹ sàng khôn bang qua. À, thống thân thiện sàng khôn bang qua. Hay mẹ sàng khôn bang qua, chúng ta chờ một chút, khi nào mà các bạn lên đông một chút thì chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra từ vựng của bài 31, sau đó thì chúng ta sẽ đi vào ngữ pháp của bài 31 luôn các bạn nhé. Hay mẹ sàng khôn bang qua. Hay Ngọc Hà sang khôn bang qua. Mia sang khôn bang qua. Các bạn ơi, xem bài tắt cái quạt đi, nó bị rè quá. Hay Mia sang khôn bang qua. Chúng ta sẽ bắt đầu học bài ngày hôm nay nhé. Hay Mia sang ii desu ka? Kyō no jigyō wo hajimemashō. Chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra từ vựng của bài số 31. Các bạn chú ý nhé, Senpai sẽ cho các bạn nghe hai lần, sau đó thì các bạn hãy ghi cái nghĩa tiếng Việt ở phía dưới phần comment, sau đó thì Senpai sẽ show ra màn hình cho các bạn nhé. Hay Tiến Cường Trần sang khôn bang wa, Minh Nhật sang khôn bang wa, Ichiban me. Sakubun. Từ số 1 của chúng ta là từ gì cả lớp? Sakubun đúng không? Sakubun, các bạn chú ý nhé, Sakubun của chúng ta là cái gì? À, Sakubun của chúng ta là bài văn, các bạn chú ý nhé, Sakubun. Tiếp theo chúng ta sẽ sang đến từ số 2, Nibangme. Honsha. Honsha. Từ số 2 của chúng ta là gì? À, Honsha. Có một bạn bình luận là Nguyễn Thị Tuyết đoạn văn là sai nhé. À, thông thường đoạn văn thì cũng không sai, nhưng mà Sakubun của chúng ta là cái bài văn, cái bài diễn thuyết nhé, thì nó dùng từ nó phù hợp hơn. Đoạn văn ở đây thì chúng ta vẫn chấp nhận được, tuy nhiên thì chúng ta sẽ không dùng với cả từ đoạn văn nhé. Nguyễn Thị Tuyết rằng mà chúng ta nên dùng với cả từ bài văn thì nó hợp lý hơn. Từ số 2 của chúng ta là từ Honsha. Honsha này của chúng ta là trụ sở chính, các bạn chú ý nhé, phát âm của chữ sạ, sạ khác mà xa khác nhé, các bạn chú ý. Honsha. Shiki. Từ số 3 của chúng ta là gì? Shiki đúng không? Shiki. Shiki này của chúng ta là lễ, chúng ta sẽ thêm vào, đây là một cái hậu tố, chúng ta sẽ thêm vào những cái cụm từ, ví dụ như là kekkon shiki thì là lễ kết hôn. Đó, hoặc là sotsugi o shiki là lễ tốt nghiệp. Ososhiki thì nó là đám tang, các bạn chú ý nhé. Đối với cả từ shiki này của chúng ta là một cái hậu tố. Hay, mẹ sẵn. Nokorimasu. Nokorimasu. Nokorimasu.
Nokorima này của chúng ta là còn lại, đúng không? Còn dư lại cái gì đó. Ví dụ chúng ta có đồ ăn còn thừa chẳng hạn, thì chúng ta cũng sẽ dùng với cả cụm từ Nokorimas. Các bạn chú ý nhé, Nokorimas. Các bạn hãy phát âm theo cái băng mà người Nhật người ta đọc ấy, để chúng ta luyện thêm một lần nữa nhé. Hãy, Văn Thành sang konbanwa. Zutto. Zutto. À, zutto này của chúng ta là suốt hẳn nhá. Ví dụ chúng ta nói là gì? À, anh thì muốn ở bên cạnh em mãi mãi đúng không? Thì chúng ta sẽ nói là gì? À, zutto kimi no koto isso ni itai đúng không? Zutto isso ni itai, tức là muốn mãi mãi ở bên cạnh, suốt ở bên cạnh ấy, thì chúng ta có thể dùng từ này, zutto nhá. Sotsugyo shimasu. Sotsugyo shimasu. Từ này của chúng ta là gì? À đúng rồi, sotsugyo shimasu. Các bạn chú ý nhé, sotsugyo shimasu. Các bạn chú ý cách phát âm của chữ sư này để chúng ta không bị ngọng nhé. Sotsugyo shimasu đó là tốt nghiệp. Shiten. 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 Shiten của chúng ta là chi nhánh, các bạn chú ý nhé. Shiten của chúng ta là chi nhánh. Chi nhánh thì nó đối ngược với cả trụ sở chính là honsha. Các bạn chú ý này, à, bên Nhật ấy, có những người ấy, người ta sẽ đọc cái âm si này của chúng ta là âm câm. Cho nên là các bạn nhiều khi các bạn sẽ nghe không rõ. Nếu như bạn nào mà không nghe quen nghe nhiều ấy, các bạn cứ phát âm là si tên. Nhưng nhiều khi người ta sẽ đọc bị vô âm đi. Cho nên các bạn cũng lưu ý nhé. Đặc biệt là trong bài nghe, trong những bài thi GLVT thì thông thường thì các bạn cũng sẽ gặp đấy. Cho nên các bạn cần phải lưu ý nhé. Ukemasu. Ukemasu. Ukemasu, ukemasu của chúng ta là gì? Là thi đúng không? Chúng ta có cụm từ là skeno ukemasu. Skeno ukeru có nghĩa là tham gia kỳ thi, dự thi, các bạn chú ý nhé. Skeno ukeru hoặc là skeno ukemasu là thi, tham gia kỳ thi. Nhá, cả lớp chú ý. Thi hoặc là tham gia kỳ thi. Onsen. Onsen. Onsen đúng không? Onsen, onsen của chúng ta là gì? Là suối nước nóng đúng chưa? Onsen. Các lớp chú ý nhá. Denkyu. 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 Từ này của chúng ta thì hơi khó một chút, đó là từ denkyu. Các bạn chú ý nhá. Từ denkyu này của chúng ta ấy thì có những cái vùng người ta đọc là denkyu, tức là người ta sẽ hướng đến cái âm L nhiều hơn, tức là nó sẽ bị bẻ đi một chút so với cả từ denkyu các bạn thường được nghe thấy. Cho nên là nhiều bạn các bạn khi mà các bạn nghe thì nó sẽ thông hướng là gì? Denkyu nhá. Nhưng mà thực ra thì chính là denkyu đấy, các bạn chú ý nhá. Nhiều khi thì nó bị bẻ âm đi một chút. Thì denkyu này của chúng ta là ngày nghỉ liền nhau. Ví dụ chúng ta muốn nói là ngày nghỉ dài, muốn xin ngày nghỉ dài thì chúng ta sẽ có là denkyu o toru. Denkyu o torimasu. Ở bên Nhật ấy thì là bây giờ đang là kỳ nghỉ lễ ô bông ấy, thì chúng ta cũng có thể dùng là renkyu được nhá, cả lớp. Hãy mia sang ii desu ka. Các bạn hãy chú ý là đây là những cái từ vựng tiêu biểu, ngoài ra thì ở trong sách giáo khoa cũng còn rất là nhiều những cái từ vựng hay, thì các bạn hãy cố gắng học để làm sao mà không bị quên nhá, cũng như là áp dụng tốt trong cái quá trình mà mình học ngữ pháp. Sau khi mà kiểm tra từ vựng của bài 31 xong thì chúng ta sẽ đi vào phần quan trọng nhất của bài ngày hôm nay, đó là ngữ pháp của bài số 31. Bài số 31 này thì cả lớp chúng ta sẽ được học về một thể mới hoàn toàn. Đó là thể gì? Chúng ta sẽ được học về thể ikoke. Đó là thể ý hướng, thể ý định, các bạn chú ý nhé. Trong tiếng Nhật của chúng ta, thể ý định thì sẽ là ikoke. Cả lớp mình giúp nhớ giúp xin bài nhé. Thể ý hướng của mình là ikoke. Người Nhật họ phát âm một số âm câm, âm gió mà lúc học thì nghe rõ âm là thế. Một số người không hiểu mà người Việt nói tiếng Nhật thì hiểu. Xin xem nó chính xác quá ạ. Thomas-san, arigato. Các bạn chú ý nhé, hôm nay chúng ta sẽ được học về một thể mới, đó là thể ikoke. Ikoke của chúng ta là thể ý hướng hoặc là thể ý định đều chính xác, các bạn chú ý nhé. Thì như bất kỳ một cái thể nào chúng ta đã được học, khi mà muốn chia một cái thể đấy thì các bạn đều phải xác định được đó là động từ nhóm 1 hay là động từ nhóm 2 hay đó là động từ nhóm 3. Và động từ nhóm 1 là như thế nào, động từ nhóm 2 là như thế nào và động từ nhóm 3 là như thế nào. Ngoài ra thì những cái động từ mà đặc biệt như thế nào thì các bạn cần phải ôn tập thật kỹ để không bị nhầm giữa nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3 nhé. Hãy mia sang ii desu ka. Thì đối với cả động từ nhóm 1 thì cách chia của chúng ta là chúng ta sẽ thay thế các cái âm mà thuộc hàng i. Đó, các cái âm mà thuộc hàng i này chuyển thành hàng ô. Sau đó chúng ta cộng với cả âm ư ở đằng sau. Cả lớp mình chú ý nhé. Ví dụ như là ikimasu thì chúng ta sẽ có là iko.
Từ này là từ gì cả lớp mình? À, từ này là từ gì? Mochimasu đúng không? Thì chúng ta sẽ là gì? Mochimasu thành moto. Suimasu thì chúng ta thành suo. Cả lớp mình chú ý nhá. Đối với cả động từ nhóm 2 thì chúng ta chỉ cần bỏ mát sự đi, sau đó cộng với cả yo. Các bạn chú ý cách phát âm của từ này nhé. Yo, yo, chứ không phải là ro nhé. Là yo, các bạn kéo dài lên một chút, chứ nhiều bạn là đọc là ro là sai nhá. Ro thì chúng ta cũng sẽ học, nhưng mà chúng ta sẽ học ở một cái thể sau nữa. Các bạn chú ý cách phát âm để không bị nhầm nhá. Tabemat của chúng ta thành tabeyo, đúng không? Mimat thì chúng ta có là mio, các bạn chú ý nhá. Động từ nhóm 3 thì chúng ta có là kimat, thì chúng ta thành koyo. Simat thì thành siyo. Tương tự như vậy, danh từ cộng simat thì chúng ta sẽ có là danh từ siyo. Ví dụ, benkyo simat thì chúng ta sẽ chuyển thành benkyo siyo. Các bạn chú ý này, đây là những cái ví dụ tiêu biểu mà senpai đưa cho các bạn. Bây giờ thì senpai sẽ lấy thêm cho các bạn những cái ví dụ khác ngoài sách giáo khoa. Sau đó thì các bạn hãy comment xuống dưới. Ví dụ senpai đọc là từ ikimat thì các bạn hãy ghi xuống phía dưới là iko. Senpai đọc đó là từ suimat thì các bạn hãy ghi xuống dưới là từ suyo. Senpai đọc từ mimat thì các bạn hãy ghi xuống dưới là từ mio nhá. Cả lớp, ii desu ka? Senpai lấy từ đầu tiên này, các bạn chú ý này, đó là từ arukimasu. Thì chúng ta sẽ chia như thế nào? Arukimasu đó là động từ đi bộ. Arukimasu, đúng không? Arukimasu thì là động từ nhóm 1, đúng không? Vậy chúng ta sẽ chia thành gì? Aruko, các bạn chú ý nhá. Aruko. Trần Hà Sằng, chính xác rồi. Tiếp theo, chúng ta có động từ số 2 là động từ norimasu. Norimasu này của chúng ta là lên xe nhá. Norimasu thì chúng ta sẽ chia thành gì? Norimasu. Mỹ Lan Sằng, chính xác rồi. Nguyễn Thị Tuyết Sằng, chính xác rồi. Động từ thứ hai của chúng ta là động từ norimasu. Hay Trang Thị Nguyên Sằng, konbanwa. Từ số 2 của chúng ta norimasu thì chuyển thành gì cả lớp mình? À đúng rồi, chúng ta sẽ phải chuyển thành noro, đúng không? Noro, các bạn chú ý nhé. Norimasu thì chuyển thành noro. Tiếp theo, từ số 3 của chúng ta là động từ isogimasu. Isogimasu thì chúng ta sẽ chia thành gì? Isogimasu, cả lớp chú ý nhé. Từ nào mà các bạn nghe không rõ thì các bạn hãy hỏi lại để senpai đọc lại cho các bạn nhé. Isogimasu, động từ số 3. Isogimasu thì chúng ta chuyển thành gì? À, Thanh Hiếu Sàng, chính xác rồi. Tishivin Sàng, chính xác rồi. Đúng không? Chúng ta có là isogimasu thì chúng ta chuyển thành gì? Iso, isogo, động từ nhóm 1 đúng không? Vậy chúng ta sẽ chuyển cái âm mà trước mát sự ấy, à, cột i ấy, chúng ta sẽ chuyển về cột o và cộng với cả động từ, à cộng với cả từ ư ở đằng sau nhé. Isogo, chính xác. Tiếp theo chúng ta có là gì? Machimasu, chờ đợi, thì chúng ta sẽ chuyển thành gì? Machimasu, chờ đợi. À đúng rồi, đúng không? Nó giống với cả từ gì? Machimasu của chúng ta sẽ thành gì? Mato. Ở lớp mình chú ý nhé. Ở đây chúng ta có từ mochimasu thì chuyển thành moto. Vậy thì machimasu của chúng ta sẽ chuyển thành mato. Tiếp theo chúng ta có động từ là yasumimasu, là nghỉ ngơi. Yasumimasu thì chúng ta sẽ chia thành gì cả lớp mình? Yasumimasu. À, Mỹ Lan Sằng, macho là sai nhé, mà chúng ta phải chia thành mato. Mato ư nhé, thì chúng ta đọc nhanh là mato hoặc là mato. Chính xác rồi. Trần Thị Thu Sằng, Tiến Cường Trần Sằng, chính xác rồi. Trần Hà Sằng, chính xác. Động từ mà senpai cung cấp cho các bạn, động từ yasumimasu thì chúng ta chuyển thành yasumo, đúng không? Yasumimasu, yasumo. Tiếp theo, một động từ khó hơn một chút, đó là động từ kaimasu, là động từ mua. Kaimasu là động từ mua, vậy chúng ta sẽ chia thành gì đấy? Đúng không? Nó giống với cả từ suimasu, đúng không? Vậy chúng ta sẽ chuyển thành kaimasu thì chuyển thành kao nhá. Kao thì chúng ta là kao, kao. Kao. Tiếp theo chúng ta có một động từ là động từ asobimasu, là chơi. Asobimasu thì chúng ta chuyển thành gì cả lớp mình? Hoàng Hiền Sằng, yasumo nhé, chứ không phải yasimo. Hiền Hoàng Hiền Sằng khả năng là đánh máy nhanh rồi. À chính xác rồi.
nhá. Asobimas của chúng ta sẽ chuyển thành asobo nhá. Các bạn chú ý nhá, asobimas thì chuyển thành asobo. Tiếp theo, động từ naoshimas thì chúng ta sẽ chia thành gì? Naoshimas thì chúng ta sẽ chuyển thành naoshimas. Nao, naoso nhá. Naoso, so các bạn có thể đọc nhanh hoặc các bạn có thể đọc rõ ra cũng được, thì tùy các bạn. Naoso hoặc là naoso. Tiếp theo, chúng ta có động từ kaemas. Kaemas ở đây của chúng ta là chuyển đổi nhá, là đổi cái gì đó. Chúng ta có động từ là kaemas. Kaemas là đổi. Động từ nhóm 2, kaemas nhá, thì chúng ta chuyển thành gì? Động từ nhóm 2 rất đơn giản đúng không? Chúng ta chỉ cần bỏ mát sự đi. Vậy chúng ta sẽ có là kaemas chuyển thành kae, kaeyo. À, chân là sang nhá, naoshiyo là sai nhá, mà chúng ta phải là gì? Nao, naoso nhá. Naoshimas động từ nhóm 1 mà, vậy chúng ta phải chuyển thành nao, naoso nhá. Chân là sang chuyển thành nao, naoshiyo là sai nhá. Thì có một số bạn này, nếu mà bạn nào mà vào sau ấy thì các bạn cũng lưu ý nhá. Động từ naoshimas chúng ta sẽ không chia thành naoshiyo mà phải chia thành naoso. À, thu bông rằng chính xác rồi, kaeyo nhá. Tiếp theo chúng ta có động từ. Động từ gì? Động từ oboemas là động từ nhớ. Oboemas thì là động từ nhóm 2, vậy chúng ta cũng sẽ chia thành gì? Obo, oboeyo nhá. Oboeyo. Tiếp theo chúng ta có động từ okimas. Okimas ở đây của chúng ta là động từ thức dậy, thức giấc nhá. Okimas. Okimas động từ thức dậy, thức giấc thì chúng ta sẽ có là gì? Mặc dù là động từ kết thúc trước mát sự là thuộc hàng y, nhưng mà nó là động từ bất quy tắc. Chính vì vậy mà nó sẽ là động từ nhóm số 2. Và đã nhóm số 2 vậy chúng ta sẽ phải chia thành gì? Oki, okiyo nhá. Cả lớp mình chú ý nhé, động từ okimas nó có hai động từ. Một là động từ đặt để thì nó là thuộc về nhóm 1. Hai là động từ thức dậy thì thuộc về nhóm 2. Chính vì vậy mà các bạn hãy lưu ý khi mà các bạn gặp động từ okimas nhá, để mà phân biệt được thì các bạn hãy dựa vào chữ Hán nhá. Các bạn lưu ý. Tiếp theo chúng ta có là sukseki shimasu, có nghĩa là động từ gì? Động từ đi công tác, à động từ là có mặt, sukseki shimasu. Sukseki shimasu, chúng ta có động từ là sukseki shimasu là tham gia, có mặt đúng không? Sukseki shimasu, vậy chúng ta sẽ chuyển thành gì? Động từ nhóm 3 đúng không? Kết thúc trước mắt sự là shimasu, vậy chúng ta sẽ có là gì? Sukseki shiyo, đúng chưa? Benkyo shiyo, sukseki shiyo. Sukcho shiyo đúng không? Chúng ta có động từ là sukcho shimasu là đi công tác mà, thì chúng ta cũng có thể chia thành sukcho shiyo. Đó, đó là những cái mà Senpai luyện tập thêm cho các bạn về chia động từ nhá. Thì sau khi mà chúng ta học xong về cách chia động từ rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái cách sử dụng. À, chúng ta có cái thể ý định thì để làm gì đúng không? Ví dụ chúng ta thể khả năng là nói về khả năng là một cái gì đó, vậy thì thể ý định thì làm sao? Đúng rồi, chúng ta có là gì? Ý định, tức là diễn tả những cái ý định của bản thân mình cũng như là ý định của người khác thì chúng ta được gọi là ý định nhá. Hãy mia sang côn bang ạ, có một số bạn vào sau thì các bạn hãy chú ý nhá. Chúng ta sẽ dùng về cách dùng của thể ý định, cả lớp mình chú ý nhá. Ở đây chúng ta có thể ý định là gì? Thể ý định thì mang cái ý nghĩa là rủ rê, mời mọc. Nó là một cái thể ngắn của verb marshal. Và cách sử dụng của nó là dùng trong văn thông thường và không dùng với cả người lớn tuổi. Không dùng thì không chính xác, nhưng mà thông thường thì chúng ta sẽ là tránh dùng với cả người lớn tuổi nhá. Ở bài số 4, số 5 chúng ta đã học về marshal rồi, có ý nghĩa là cùng rủ rê, mời mọc ai đó thực hiện gì. Vậy thì hôm nay chúng ta học thể ngắn của thể marshal, đó là thể yo. Các bạn chú ý nhá. Ví dụ chúng ta muốn nói là gì? À, chúng ta hãy cùng đi ăn cơm thôi nào, đúng không? Chúng ta hãy cùng đi chơi thôi nào, chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi thôi nào, chúng ta hãy cùng ngủ thôi nào, thì chúng ta sẽ dùng với cấu trúc là marshal. Tuy nhiên thì đó là những cái mà chúng ta đã học ở bài dưới. Còn bài này chúng ta sẽ được học về cái thể ngắn hơn, đó là yo nhá. Đúng không? Chúng ta sẽ được học về thể ngắn hơn. Chúng ta có là gì? Ví dụ chúng ta muốn nói là à, mệt rồi, hãy cùng nghỉ ngơi thôi nào. Vậy chúng ta sẽ có là gì? À, tsukare mashita. Tsukare mashita thì chúng ta sẽ chuyển thành gì? À, tsukare mashita, yasumimashou. Vậy chúng ta sẽ là à, tsukareta, yasumou.
Tại vì sao mà chúng ta lại chuyển từ master về tạ? Bởi vì là nó mang cái tính chất là nhất quán. Ở phía dưới này chúng ta dùng là thể ngắn. Vậy thì cái phần này của chúng ta cũng sẽ phải là thể ngắn cả lớp mình nhá. Skare master yasumimasho. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển thành skareta yasumo, đúng không? Skareta yasumo. Cả lớp mình chú ý nhá. Skareta yasumo, cùng nghỉ ngơi thôi nào. Thì đó là cái cách mà chúng ta sử dụng của maso, rất là đơn giản đúng không cả lớp? Tiếp theo chúng ta có câu số 2 đó là gì? Xe buýt thì mãi mà không đến. Vậy thì thôi chúng mình hãy cùng đi bằng taxi đi. Chúng ta có là gì? Basu nakanaka konai. Konai này của chúng ta chính là kimasen đúng không? Chúng ta thi ở chỉ ở hiện tại mà đúng không? Basu nakanaka konai. Mãi mà nó không đến nhỉ? Vậy thôi thì chúng ta sẽ có hai cách nhá. Một là chúng ta nói là ja, hai là chúng ta có thể nói là dewa. Thì dewa thì nó dùng ở trong văn viết nhiều hơn, chính vì vậy mà chúng ta cũng sẽ không dùng là dewa nhá. Tuy nhiên thì ở trong bài đọc hiểu của các bạn ấy, nó hay có cái từ dewa. Dewa thì là vậy thôi, tức là gì? Vậy thì các bạn lưu ý nhá, cái cụm từ dewa. Taxi de iko, đúng không? Đi bằng phương tiện gì thì chúng ta dùng với cả trợ từ đế này đúng chưa? Và iko thì bằng với cả ikimasho, có nghĩa là cùng đi thôi nào. Vậy thì chúng ta sẽ có là gì? Taxi de ikimasho. Thể ngắn sẽ là taxi de iko. Cả lớp mình chú ý nhá. Taxi de iko. Chính xác rồi. Thu bông sằng chính xác rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi sang cái ví dụ tiếp theo. Ví dụ tiếp theo thì là ví dụ này thì không có ở trong sách giáo khoa, tuy nhiên thì senpai sẽ cung cấp cho các bạn, đó là chúng ta đã được học về cái cấu trúc, đó là đưa ra cái lời là giúp đỡ ai đó. Ví dụ như là gì? Các bạn thấy là một cái túi sách rất là nặng, một cái bà cô đúng không, một cái cụ già đang cầm một cái túi sách rất là nặng, thế là các bạn mới đưa ra một cái ý định là giúp đỡ, đó là gì? Bà ơi, để cháu cầm cho, đúng không? Chúng ta sẽ có là để cháu giúp cho. Chúng ta đã có cái cấu trúc là gì? Masoka, đúng không? Vậy chúng ta có là tetsudai masoka. Cháu xin phép giúp đỡ bà nhé, đúng không? Để tôi giúp đỡ bạn nhé, tetsudai masoka. Vậy thì cái masoka ở đây thì chúng ta chuyển về thể ngắn của chúng ta sẽ phải chuyển là gì? Tetsudai maso, đúng không? Là cùng giúp đỡ cái gì đó, để xin phép giúp đỡ, và chúng ta sẽ chuyển thành tetsudai maso, thì chúng ta chuyển thành tetsuda o, và chúng ta sẽ thêm với cả trợ từ ka ở đằng sau, tetsuda o ka, đúng không? Tetsuda o ka, tôi giúp nhé. Thì khi mà chúng ta chuyển về tetsuda o ka thì nó là cái thể ngắn rồi, và thể ngắn thì chúng ta sẽ tránh dùng với cả người lớn tuổi. Nhưng mà tuy nhiên thì trong công việc, đúng không, thì đôi khi chúng ta thấy cái đối phương đang rất là mệt mỏi, đúng không, thì khi mà các bạn có cái ý định mà muốn giúp đỡ thì các bạn mới nói là gì? Tetsuda imasho ka. Thì thay vì các bạn nói là tetsuda imasho ka nghe nó rất là sáo rỗng, thì các bạn có thể sử dụng là gì? Tetsuda o ka nhá. Tetsuda o ka. Và cái chữ ka ở đây của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ không được lược bỏ đi, mặc dù chúng ta được học là gì? Đối với cả những cái trợ từ ở phía sau thì chúng ta sẽ lược bỏ đi. Tuy nhiên thì riêng cái trợ từ ka này của cái mẫu câu tetsuda imasho ka thì chúng ta sẽ không được phép lược bỏ đi nhá. Cả lớp mình chú ý. Thì đây là cái kiến thức mà ngoài sách giáo khoa thì senpai xin phép cung cấp cho các bạn, để cho các bạn trong quá trình mà các bạn làm việc, các bạn giao tiếp, thì các bạn có thể linh hoạt hơn trong cái cách mà các bạn sử dụng nhé. Có một bạn hỏi ở trên, đây là bạn gì đây? Bạn Thomas Sàng hỏi là động từ Orosimas là động từ nhóm 1 thì biến đổi sao ạ? Orosimas thì nó giống với cả cái động từ mà vừa nãy senpai cho các bạn, nó động từ gì? Có một động từ senpai vừa cho các bạn, nó động từ gì đây? Naosimas đúng không? Động từ nhóm 1, vậy thì chúng ta sẽ chuyển thành gì? Naoso. Vậy thì tương tự như vậy, Orosimas thì chúng ta chuyển thành gì? Oroso nhá. Chứ chúng ta sẽ không chuyển thành Orosio. Thomas Sàng nhá, senpai phản hồi cho bạn Thomas Sàng. Các bạn khác cũng lưu ý và nghe luôn nhé. Đối với động từ Orosimas thì nó giống như kiểu động từ Naoshimas của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ vẫn tuân thủ quy tắc là trước mắt sự thì chúng ta sẽ chuyển cái âm hàng y, chuyển về âm của hàng ư và cộng với cả ư ở đằng sau. Cả lớp mình chú ý nhé. Hay Mia sàng y desu ka? Chính xác rồi. Văn Thành sàng chính xác rồi. Trang Thủy Nguyễn sàng chính xác rồi. Chúng ta sẽ sang tiếp đến cấu trúc to omotemasu và to omoemasu. Động từ thể ý định cộng với cả trợ từ to omotemasu. Động từ thể ý định cộng với cả to omoemasu thì động từ thể ý định chúng ta có thể nói ngắn gọn là verb yo cộng với cả to omotemasu, hoặc là verb yo to omoemasu đều được. Cả lớp mình chú ý nhá. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ gặp hai cấu trúc. Đó là gì?
Cấu trúc đầu tiên của chúng ta gặp là yo to omoimasu. Và yo to omoimasu thì ý định, diễn tả cái ý định mà tại cái thời điểm hiện tại. Ví dụ như chúng ta có là gì? Bây giờ tôi đi ăn cơm, bây giờ tôi đi ra ngân hàng, thì chúng ta sẽ dùng với cái ý định là mang tính chất là tại cái thời điểm hiện tại. Còn khi mà các bạn đã có những cái ý định từ trước, hình thành từ trước đó rồi và hiện tại vẫn còn đang tiếp diễn ấy, thì chúng ta sẽ không dùng với cả to omoimasu mà chúng ta sẽ phải dùng với cả to omottemasu, đúng không? Chúng ta đã được học cấu trúc là gì? Verb teimasu là diễn tả một cái gì đó ở trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và tiếp diễn ở tương lai, đúng không? Chính vì vậy mà ở đây các bạn cũng sẽ ghi nhớ cho senpai giống như vậy. Đó là to omottemasu, tức là cái ý định mà nó có từ trước, bây giờ vẫn còn đang có ý định và tương lai tôi sẽ thực hiện, thì chúng ta sẽ dùng là to omottemasu. Còn nếu như mà cái ý định mà lảy ra một cái khoảnh khắc tức thời, tại cái thời điểm hiện tại, tại cái thời điểm mà nói, thì chúng ta sẽ dùng to omoimasu nhá. Cụ thể thì chúng ta sẽ đi vào ví dụ, đó là gì? À, tôi định đi ngân hàng bây giờ, vậy thì chúng ta có là gì? Ima kara ginko e iko to omoimasu nhá. Thì cái ý định mà to omoimasu này là chúng ta là cái ý định mà tại cái thời điểm mà tôi nói, tức là cái ý định mà tôi chưa có mà tôi đột xuất tôi có, thì chúng ta dùng là to omotte, à to omoimasu nhá. Còn cuối tuần này tôi định đi biển cùng với bạn, thì chúng ta sẽ có là gì? À, chữ hán này của chúng ta là shiumatsu nhá. Cuối tuần thì là shiumatsu, cuối tháng của chúng ta sẽ là getsumatsu, các bạn chú ý nhá. Cuối năm thì sẽ là nenmatsu, các bạn cần phải lưu ý. Cuối tháng, cuối năm và cuối tuần nhá. Shiumatsu, getsumatsu và nenmatsu. À, shiumatsu wa tomodachi to umi ni iko to omottemasu, đúng không? Chúng ta có thể ý định vô to omottemasu có nghĩa là diễn tả cái ý định mà được hình thành từ trước và hiện tại vẫn còn đang tiếp diễn, đúng không? Thì cái ý định mà tôi đi biển, đúng không? Thì tôi đã lên kế hoạch rồi và sắp tới thì tôi sẽ thực hiện. Các bạn chú ý nhé, thì chúng ta sẽ dùng là to omottemasu. Tiếp theo chúng ta có là ngày mai tôi định đi chơi tennis cùng với giám đốc. Chúng ta sẽ có là gì? À, asta sacho to tennis o shio to omotemasu. Ở đây chúng ta dùng là to omotemasu có nghĩa là cái ý định đó mà đã có sẵn rồi và nó trước đó đã có rồi và bây giờ thì tôi vẫn còn và tương lai thì tôi vẫn còn. Còn nếu mà ở đây chúng ta dùng là tennis o shio to omoimasu thì mang cái tính chất là gì? À, cái ý định này tôi vừa mới có tại cái thời điểm mà tôi nói, tại cái thời điểm hiện tại nhá. Thì các bạn lưu ý sự khác nhau giữa to omoimasu và to omottemasu nhá. Miesan ii desu ka? Các bạn ơi, các bạn đã hiểu rõ cấu trúc về to omoimasu và to omottemasu chưa? Rất là dễ đúng không? Bài 31 này của chúng ta là một bài cực kỳ dễ. Các bạn chỉ cần chăm chú nghe và nghe senpai phân tích. Một lát sau nữa thì senpai sẽ phân tích cho các bạn những cái mà sự khác nhau nữa thì các bạn sẽ không lần nhầm. Ô, các bạn chờ một chút, máy tính của senpai sắp hết pin. Senpai sạc pin đã. À, Trần Thị Thu sang hay TC Vin sang ii desu. Hay, mia sang ii desu ka? Nếu như chúng ta không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ chuyển tiếp sang mẫu câu số 2 nhá. Các bạn cứ lưu ý cho senpai đó là gì? À, để mà nắm vững được mẫu cấu trúc này thì việc đầu tiên của chúng ta là phải chia được động từ thể ý định. Sau đó chúng ta nhớ là omoimasu thì là cái thời điểm hiện tại, còn to omottemasu nó là teimasu, vậy thì nó đang mang tính chất là tiếp diễn. Mà đã tiếp diễn rồi vậy thì nó sẽ là mang cái tính chất liên tục. Mà đã liên tục rồi vậy thì chúng ta sẽ phải nghĩ đến đó là cái hành động mà đã có ý định từ trước và tương lai tôi sẽ thực hiện nhá. Chúng ta sang mẫu câu số 2, đó là verb ru, verb nai, tsumori desu. Các bạn chú ý nhé, tsumori desu. Nghe xem bài đọc rất là nhẹ đúng không? Có rất là nhiều bạn đọc là chữ mori desu hoặc là chữ mori. Các bạn lưu ý nhé, chữ âm này của chúng ta tsumori chúng ta đọc rất là nhẹ thôi. Bạn nào mà đọc nặng hơn một chút thì chúng ta có thể đọc là tsumori nhé, chứ chúng ta không đọc là chữ. À, đây cũng là một cái dự định. Tuy nhiên thì cái dự định này của chúng ta ấy, nó khác với cả to omotemasu ở một cái điểm, đó là gì? Nó mang cái ý nghĩa là dứt khoát hơn so với cả to omottemasu. Cả lớp mình chú ý nhá. Tức là gì? Về mặt ý nghĩa thì mẫu câu này nó gần giống với cả to omottemasu. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta sử dụng cái mẫu cấu trúc là tsumori desu này ấy, thì nó sẽ cho chúng ta thấy một cái kế hoạch, một cái dự định nó cụ thể hơn, nó dứt khoát hơn.
và cái khả năng thực hiện cái dự định này cũng cao hơn. Ví dụ xem mai lấy cho các bạn hai cái ví dụ tiêu biểu trước khi mà vào cái ví dụ này nhé. Đó là gì? À, các bạn dự định là gì? Tôi thì sẽ đi du học ở Nhật Bản, hoặc là tôi thì sẽ đi du học ở Mỹ, thì chúng ta sẽ nói là gì? À, ví dụ như là Mỹ thì chúng ta sẽ có là America, đúng không? America e ryugaku shiyou to omottemasu. Và áp dụng cấu trúc này của chúng ta là America e ryugaku suru tsumori desu. Vậy thì cái dùng với cả to omottemasu này ấy, thì là gì? À, nó thông thường các bạn cứ hiểu đó là những cái ý định mà mang cái tính chất là gọi là nó chưa phải là cái gì đó cao cả, chưa phải là một cái gì đó lớn quá, nhưng mà khi mà chúng ta dùng với cả tsumori rồi ấy, thì là nó sẽ mang cái tính chất là dứt khoát hơn. À, tôi định đi du học ở bên Nhật đấy, nếu mà dùng với cả to omottemasu thì nó là gì? À, như kiểu là chúng ta đang nói chuyện với bạn bè, tôi có ý định đấy nhưng mà chúng ta chưa chắc chắn hẳn, nhưng mà khi mà chúng ta dùng với cả tsumori đấy rồi ấy, thì có nghĩa là gì? À, tôi sẽ phải tìm hiểu thêm này, tôi sẽ phải đăng ký với cả bên trường này, tôi sẽ phải học tiếng Nhật này, tức là nó có cái sự chuẩn bị tốt hơn, nó cao hơn một tầng so với cả to omottemasu, các bạn chú ý nhé. Về nghĩa thì nó tương đồng nhau, tuy nhiên thì về cái cấp độ thì tsumori đề sự này thì nó cao cấp hơn so với một tầng so với cả thằng to omottemasu nhá. Rồi chúng ta sẽ đi vào cái ví dụ cụ thể. Tôi định tháng 4 năm sau sẽ làm việc cho công ty ở Nhật, đúng không? Vậy chúng ta sẽ có là gì? À, raineno no, từ này của chúng ta là chữ Hán là raineno nhé, là năm sau nhé. No, shigatsu ni nihon no kaisa de hataraku tsumori desu. Thì ở đây chúng ta, nếu như mà một cấu trúc số 1 chúng ta có là gì? À, hataraku, đúng không? To omoimasu, hoặc là hataraku to omotemasu, thì nó chỉ mang tính chất là gì? À, tôi nói với bạn thế thôi, chứ còn thực tế thì chưa hẳn là tôi đã làm cho công ty Nhật đâu. Nhưng mà khi mà tôi dùng là hataraku tsumori desu thì tôi, cái dự định của tôi này thì là gần như là chắc chắn là sẽ xảy ra và dứt khoát hơn. Tức là gì? À, tôi cũng tìm hiểu về cái công ty này rồi, tôi cũng đã liên lạc với công ty này rồi, bây giờ chỉ chờ đến cái tháng 4 năm sau là tôi sẽ về làm. Thì chúng ta sẽ dùng với cả tsumori nhá. Thì các bạn lưu ý cho senpai sự khác nhau giữa tsumori và to omotemasu. Tôi định là từ ngày mai sẽ không hút thuốc lá nữa. Vậy thì chúng ta có là gì? À, từ này của chúng ta là ngày mai, asta kara tabako o suwanai tsumori desu. Từ này tabako của chúng ta ấy, thì nó khi mà nó viết bằng katakana thì nó mang cái tính chất là nhấn mạnh, còn khi mà nó viết ở hiragana thì nó mang cái tính chất là bình thường, các bạn lưu ý nhé. Cho nên là có những cái bạn mà chưa hiểu rõ là khi nào thì chúng ta dùng katakana, khi nào chúng ta dùng hiragana, các bạn lại bảo là gì? À, ô senpai ơi, sao em tra trong từ điển ấy thì nó lại không có từ này nhá. Các bạn chú ý nhé, từ điển thì các bạn phải tra là từ thuần là katakana, thuần là hiragana, các bạn phải tra là tabako thì mới ra. Còn nếu như các bạn ghi là tabako mà chữ cứng này nhiều khi nó sẽ không ra đâu nhá. Rồi chúng ta có là verb nai tsumori để sự, có nghĩa là không có cái dự định là không làm cái gì đó. Vậy thì à, từ ngày mai ấy, thì tôi có cái dự định là sẽ không hút thuốc nữa, các bạn chú ý nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ có là gì? À, ở đây có phủ định nhỉ, thì senpai cũng nhắc các bạn luôn, ở trong sách giáo khoa không đề cập đến. Tuy nhiên thì chúng ta có là gì? Chúng ta có cái cấu trúc số 1 đấy, đó là yo to omoimasu, đúng không? Vậy thì khi mà chúng ta muốn phủ định thì sao? Khi mà chúng ta muốn phủ định thì chúng ta sẽ phải phủ định ở cái thằng masu này nhá. Thì chúng ta phải chuyển thành masen, các bạn chú ý nhá. Đó là không có cái dự định gì. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ không nói như vậy đâu. Tại vì sao? Thông thường ấy, khi mà chúng ta có cái dự định tại cái thời điểm nói ấy, thì làm gì? Nó đã có rồi, đúng không? Đã nghĩ rồi, vậy chúng ta sẽ không thể nào chúng ta dùng là phủ định được. Cho nên là các bạn cần lưu ý nhá. Cái tsumori này thì chúng ta là có cái dự định không làm thì nó mang cái tính chất là lớn lao. Tuy nhiên còn cái to omotemasu ấy thì thông thường nó mang cái tính chất là nhất thời, cho nên là chúng ta cũng sẽ không phải quan tâm đến cái chia mase này, mà chúng ta chỉ cần phải chú ý là khi nào dùng to omotemasu, khi nào dùng to omoimasu thôi nhá. Hai miya-san, ii desu ka? Các bạn ơi, về tsumori thì các bạn đã hiểu rõ chưa? Các bạn còn cái phần nào mà cần băn khoăn hay là chưa hiểu về tsumori không? Nếu mà các bạn không có gì thắc mắc thì chúng ta sẽ sang với cả yote, cũng là kế hoạch và dự định nhá. Các bạn có phần nào không hiểu, các bạn hãy cứ comment ở phía dưới thì senpai sẽ giải thích thêm cho các bạn nhá. Hãy văn thành sáng ý đề sử cả. Bài 31 của chúng ta rất là dễ đúng không cả lớp mình?
Các bạn thấy đúng không? Từ vừa rồi, từ đầu bài cho đến từ đầu tiết học cho đến bây giờ, các bạn thấy đúng không? Không có một cái cấu trúc gì gọi là khó cả. Đó. Kiến thức dễ là gì? Kiến thức dễ là những kiến thức mà các bạn học là các bạn hiểu được luôn. Còn kiến thức mà phức tạp một chút đó là các bạn cần phải có cái sự tư duy cũng như là có cái sự so sánh thì nó mới là mang cái chất là khó thôi. Còn như bài 31 này ngay từ lúc đầu thì sinh bài bảo rồi đúng không? Chúng ta làm một bài dễ, chính vì vậy mà chúng ta sẽ rất là dễ hiểu thôi. Hey, miyasan, ii desu yo. Tsukimasu, chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Chúng ta sẽ đi sang đến mẫu cấu trúc là verb ru hoặc là danh từ no cộng với cả yote để sự, có nghĩa là kế hoạch dự định gì đó. Thì đây cũng là một cái mẫu cấu trúc mà cách sử dụng của nó về mặt ý nghĩa thì nó tương tự như là với cả tháng to omoimasu, to omotemasu cũng như là tsumori để sự. Tuy nhiên thì cái cấp độ của thằng yote này thì nó lại còn dứt khoát hơn cả hai cái thằng trước chúng ta được học này. Và thông thường nhá, thì nó sẽ dùng cho những cái dự định mang tính tập thể như là công tác, du lịch. Ví dụ như là trong công ty của các bạn ấy có cái quyết định là tuần sau ấy thì bạn sẽ phải đi công tác ở bên nước ngoài chẳng hạn này. Hay là công ty của bạn có cái kế hoạch là tuần sau sẽ đi du lịch ở đâu, ở Thái Lan chẳng hạn này, hay đi du lịch ở bên Singapore. Thì chúng ta sẽ hay dùng với cả cái yote này nhá. Tức là cái kế hoạch này nó thông thường nó sẽ dùng ở trong tập thể như là đi công tác hay là đi du lịch, các bạn chú ý nhé. Thông thường thôi nhé. Còn ngoài ra thì một lát nữa sau ấy, Senpai cũng sẽ nói cho các bạn những cái mà nó liên quan đến. Một lúc sau Senpai sẽ nói cho các bạn những cái trường hợp mà đặc biệt. Các bạn ơi, có bạn Minh Nhật, bạn ấy comment ở dưới là không nghe được. Các bạn khác có nghe được Senpai nói không? À, Lenan-san, arigatou gozaimasu. Mạng yếu quá senpai ơi, chào senpai một chút các bạn nhé. Đường mạng của senpai là phun vạch, mà không biết hôm nay sao như vậy. Ở miền Bắc đang có bão, khả năng là đường mạng không ổn định rồi. Các bạn ơi, các bạn chờ một chút nhá, để xem ai test lại đường mạng. Nhật Bằng sang Senpai đang test lại mạng. À, thưa sang, mia sang, moshiwake arimasen. Các bạn ơi, senpai xin lỗi để senpai đang test lại mạng mà không hiểu tại sao mà cái đường truyền mạng nó lại kém vậy. Tại vì mạng của nhà senpai thì hiện tại vẫn đang rất là ok, không có vấn đề gì.
Các bạn ơi, xe máy tắt đi, xe máy lên lại nhá. Xe máy kiểm tra, xe máy test lại đường mạng của nhà xe máy rất là ok, mà không biết là sao đường truyền mà lại không thành công. Xe máy ơi bảo, xe máy ơi bảo xe Hương đóng tiền mạng đi, nhật vàng xăng. À, nghe được rồi xe máy. Ôi may quá. May quá sân bay không phải lên lại, sân bay đang định chuẩn bị lên lại. Sân bay kiểm tra mạng của sân bay thì vào YouTube các kiểu vẫn đường truyền vẫn rất là ổn định, nhưng mà không hiểu tại sao mà khi mà lên lớp, khi mà đường truyền qua cho các bạn thì lại bị lỗi. Hai miyasan, moshiwake arimasen. Rất là xin lỗi các bạn về cái sự cố bất tiện này. Hai miyasan, moshiwake arimasen deshita. Sao thế này, sao màn hình của xe bay nó lại không hoạt động thế này? Ôi trời ơi. Sao xe bay, sao màn hình điện thoại của xe bay nó lại không có cái hình gì nó đen thui thế này? À, hãy mẹ sẵn, いいですか? Giờ nghe rõ này, sân bay. Sân bay lại quên đóng tiền mạng như sân xe Hương rồi. Nhật Bằng sẵn. Không phải đâu Nhật Bằng ạ, sân bay hàng tháng sân bay vẫn đóng tiền mạng đầy đủ, dùng mạng 4G, nhưng mà không hiểu tại sao công ty mạng ấy dạo gần đây rất là kém luôn ấy. Chúng ta sẽ tiếp tục nhé cả lớp mình. À các bạn chú ý nhé, à chúng ta sẽ có là gì? Kế hoạch của chúng ta ấy, thì như senpai nói là gì, đó là đối với cả yote ấy, thì nó mang cái ý nghĩa đó là dứt khoát hơn so với cả to omotemasu và tsumori desu, và thường dùng cho những cái dự định mang tính chất tập thể như là đi công tác, đi du lịch. Ví dụ như các bạn được công ty phân phó là đi công tác ở bên Nhật này, các bạn được công ty cho đi du lịch ở bên Thái Lan này, ở bên Singapore, thì chúng ta sẽ dùng với cả yote desu, các bạn chú ý nhá. Thì ở đây chúng ta có là gì? Theo kế hoạch thì tháng sau tôi sẽ đi công tác ở Mỹ. Chúng ta có là raigetsu, từ này của chúng ta là từ raigetsu nhá. Raigetsu America e sukcho suru yote desu. À, cái cấu trúc này của chúng ta ấy, thì thay vì chúng ta nói là yote desu thì chúng ta cũng có thể chúng ta nói được là gì? Là tsumori desu nhá. Tuy nhiên thì khi mà nó là một cái dự định kế hoạch mà đã có sẵn được người khác sắp đặt cho rồi thì chúng ta sẽ không dùng với cả tsumori, không phải không dùng mà chúng ta sẽ ưu tiên dùng cho tháng yote desu, các bạn chú ý nhá. Chúng ta sẽ ưu tiên dùng với cả yote desu.
Bởi vì nó mang tính chất là tập thể, cho nên chúng ta sẽ dùng với cả yote nhá. Tương tự như vậy, câu số 2 của chúng ta đó là gì? À, theo như dự định chuyến du lịch này là 1 tuần. Vậy chúng ta có là gì? 1 tuần của chúng ta là 1週間ぐらい. 1週間ぐらい của chúng ta sẽ đóng vai trò là một danh từ. Vậy thì danh từ mà chúng ta khi cộng với cả yote thì chúng ta sẽ phải là gì? À, no yote đúng không? 1週間ぐらい no yote desu. À, 旅行は 1週間ぐらい no yote desu. Tôi thì theo cái dự định ấy thì chuyến đi du lịch này của tôi thì chỉ có là 1 tuần thôi. À ok rồi xin bay, chỉ có tiếng thôi xin bay ạ. Ôi tại sao lại như vậy nhỉ? Nghe rõ rồi nhưng mà màn hình bị đơ. Các bạn ơi, xem mai sửa được rồi. Oyokatta, xem mai đã sửa được rồi. Xem mai không nghịch ngợm nhá, nhật bằng sằng. Xem mai rất là nghiêm túc, nhật bằng sằng nhá, xem mai không có nghịch ngợm gì đâu. Các bạn ơi, lần này thì được rồi đó. Chúng ta tiếp tục bài học nhé, cả lớp mình. Rồi, các bạn hãy lưu ý này. Đó, thì ở đây chúng ta được học về ba cấu trúc. Đầu tiên là chúng ta được học về yoto omoemasu và yoto omotemasu. Thứ hai là chúng ta học về tsumori desu. Thứ ba chúng ta học về yote desu. Vậy thì cái cấp độ tăng tiến của nó sẽ là từ cái thằng to omoemasu đến tsumori desu và cuối cùng là đến yote desu. Các bạn chú ý nhé, đó là sự tăng tiến cấp độ. Tuy nhiên thì mặc dù là sự tăng tiến cấp độ đó, nhưng mà trong quá trình mà các bạn sử dụng kaiwa thực tế cũng như là trong quá trình mà các bạn làm bài tập thì đôi khi nó cũng sẽ xảy ra một số những cái trường hợp ngoại lệ. Đó là gì? Lúc thì người ta dùng là yote, lúc thì người ta dùng là tsumori desu. Nhưng mà các bạn đừng quan tâm đến những cái thứ đó nhé, mà các bạn hãy quan tâm đến những cái mà senpai chỉ cho các bạn hôm nay. Đó là gì? Đối với cả yoto omoimasu thì là mang những cái tính chất gọi là nhất thời thôi, những cái dự định của mình. Còn to omotemasu thì là mang những cái tính chất là gì? À, nó, tôi nghĩ nó ở trong, tôi đã có cái ý định đó từ hôm trước hôm kia rồi, từ trong quá khứ rồi. Bây giờ tôi vẫn đang còn cái ý định đó và tương lai tôi sẽ sử dụng, thì chúng ta dùng cái đấy. Còn tsumori desu thì mang cái tính chất là chắc chắn hơn, tức là nó sẽ kèm theo những cái mà tôi chuẩn bị thêm, chứ nó không chỉ dừng lại ở cái mức độ là ý nghĩ thôi nhá. Và cuối cùng là yote. Yote này thì là nó mang cái tính chất là gì? À, được cái tổ chức hoặc là được những cái tập thể nào đó quyết định. Mặc dù là chúng ta ở đây chúng ta có ghi là được dành cho những cái mà mang tính chất là tập thể như công tác du lịch, nhưng bên cạnh đó cái thằng yote này của chúng ta này, khi mà chúng ta dùng cho cá nhân vẫn chính xác. Ví dụ chúng ta muốn nói là gì? À, tôi dự định về nước vào tháng 12, thì chúng ta cũng có thể nói là kunie kaeru yote desu. Kune kai được yote desu, tức là nó dùng cho bản thân mình vẫn được nhá. Không chỉ là chúng ta là dùng với cả là dùng kế hoạch đâu, nhưng mà những cái trường hợp đấy thì nó sẽ ít sử dụng, mà thay vì dùng cho bản thân đấy thì chúng ta có thể dùng là tsumori, hoặc là chúng ta có thể dùng là to omotemasu. Các bạn chú ý nhá. Đó, các bạn cần phải lưu ý, các bạn dùng làm sao cho nó linh hoạt, chứ các bạn không được cứng nhắc quá nhá. Các bạn cứ học, các bạn thấy ở đây là gì? Là senpai bảo là dùng cho tập thể thì các bạn cứ dùng là yote thôi, còn khi mà dùng cá nhân thì không dùng được, là sai nhá. Xem ai nhắc lại này, thường thì dùng mang tính chất là tập thể, nhưng mà khi mà nó dùng cho cá nhân thì vẫn được dùng, các bạn chú ý nhá. Xem ai lấy lại ví dụ, nói lại ví dụ cho các bạn, đó là gì? À, tôi dự định về nước kunie kaeru, thì chúng ta sẽ thông thường thì chúng ta sẽ nói là kunie kaeru tsumori desu, nhưng mà nhiều khi các bạn cũng có thể sử dụng là kairu yote desu nhá, các bạn lưu ý. Tiếng cường trần sẵn, arigato. Các bạn lưu ý nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ linh hoạt sử dụng, làm sao cho nó phù hợp thôi, chứ chúng ta sẽ không cố định giữa các cái thằng này nhá. Các bạn lưu ý, ở trong bài tập ấy, nếu như mà người ta đưa cho các bạn ba cái ví dụ thì các bạn hãy xét xem cái kế hoạch và cái dự định đó nó
cấp độ, cái mức độ của nó như thế nào thì chúng ta sẽ dùng cái từ nó phù hợp nhá, cả lớp mình. Và đặc biệt một cái rất là quan trọng nữa đó là gì? Các bạn phải nhớ được cách chia của động từ và danh từ đi kèm. Ví dụ khi mà nó đi với cả tố omotemasu hoặc tố omoimasu thì chắc chắn 100% đó là ở trước của nó, cái động từ đấy phải chia về gì? Thể ý định, đó là thể yêu rồi, đúng không? Còn nếu như mà nó đi với cả tsumori desu, vậy thì nó chỉ có thể là verb ru hoặc là verb nai tsumori desu. Còn nếu mà là yote thì nó chỉ có thể là verb ru hoặc là danh từ no yote desu. Đó, các bạn sẽ căn cứ vào cái cấu trúc mà chúng ta được học để chúng ta chia làm sao cho nó phù hợp là cái thứ nhất này. Cái thứ hai là chúng ta cần phải dịch sơ qua xem đó là cái dự định mà nó ở cái cấp độ nào, thì chúng ta sẽ có thể làm được bài tập một cách rất là nhanh và chính xác, không bao giờ sai. Các bạn chú ý nhá. Đó, chứ không phải là các bạn thấy là ở đây cứ dùng là yote thì chúng ta không dùng được là tsumori, hay cứ dùng là tsumori thì chúng ta không dùng được là yote nhá, thì không phải nhá. Mà các bạn hãy nhớ theo cái tip mà senpai chỉ cho các bạn đấy, đó là hai ý định. Một đó là gì? Xem là trước của cái cấu trúc đó nó là cái dạng chia như thế nào để chúng ta tìm được cái từ phù hợp. Ví dụ mà người ta cho là cái động từ đó chia về thể yo rồi, vậy thì chúng ta không thể nào chúng ta dùng được là yote, hay chúng ta không dùng được là tsumori, đúng không? Hay là ví dụ người ta cho là danh từ no rồi, vậy thì chúng ta sẽ không thể nào mà danh từ no to omoimasu hoặc là danh từ no tsumori được, đúng không? Mà chúng ta phải là gì? Danh từ no yote desu, đúng chưa? Nó rất là rõ ràng thôi. Đó. Tiếp theo nữa nó là gì? Ví dụ như là cái đoạn văn người ta cho trước là gì? Tôi đã tìm hiểu về cái đời sống ở bên Nhật này, tôi cũng đã đi học tiếng Nhật rồi này, thì tôi có cái dự định mà đi sang Nhật, vậy thì nó sẽ là ở cái cấp độ số 2, tức là gì? Nó dứt khoát hơn, nó mang cái tính chất là tôi hành động rồi chứ không còn chỉ dừng lại ở ý nghĩ nữa. Chúng ta sẽ không dùng là to omotemasu mà phải thay vì đó chúng ta phải dùng là tsumori, đúng chưa? Các bạn lưu ý nhá. Vậy thì cái sự khác nhau cũng như là cái cách sử dụng của ba cái cấu trúc yote, tsumori và yoto omotemasu, các bạn đã hiểu rõ chưa? Các bạn còn phần nào chưa hiểu rõ thì các bạn hãy comment xuống dưới, senpai sẽ tiếp tục phân tích thêm cho các bạn nhé. Đó, cái quan trọng nhất của bài ngày hôm nay đó là ba phần đấy thôi. Còn cái phần mục số 6, phần cuối cùng của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ được học một cái phần vô cùng là dễ thôi, rất là dễ dàng ở bài số 6 nhé. Hai, miyasan, ii desu ka? Nếu mà chúng ta không có gì thì chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang đến mẫu câu cuối cùng nhé. Một mẫu câu rất là đơn giản thôi, đó là mẫu câu về mada te imasen, đó là vẫn chưa làm cái gì đó. Chúng ta học về mada vote masen có nghĩa là vẫn chưa một cái gì đó. Ví dụ, xem bài này ví dụ cụ thể bằng tiếng Việt cho các bạn nhé. Đó là gì? Trong một cái ca làm việc của các bạn ấy, ví dụ bạn với cả một người Nhật, hai người nói chuyện với nhau, thì đến cái giờ đi ăn cơm hoặc là đến cái giờ mà đi nghỉ giải lao ấy, thì cái người Nhật đó ấy, người ta không biết là bạn đã đi chưa, thì người Nhật người ta mới hỏi bạn là gì? Ví dụ như là Hùng Sàng ơi, hay là gì? Tiến Sàng ơi, hay là Cường Sàng ơi, bạn thì đã đi ăn cơm chưa vậy, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ hỏi như thế nào? Thì cái việc mà hỏi là đã đi ăn cơm chưa vậy thì chúng ta chỉ cần áp dụng cái cấu trúc chúng ta được học về master cá vào là được, đúng không? Nhưng mà cái cách trả lời thì chúng ta sẽ phải trả lời làm sao? Thì ví dụ người ta hỏi mình là bạn đã đi ăn cơm chưa, thì chúng ta phải trả lời là chưa, tôi thì vẫn chưa đi ăn, đúng không?
chứ chúng ta không trả lời là à không, tôi không ăn được, đúng không? Hay là hỏi là gì, bạn thì đã đi vệ sinh chưa, thì chúng ta phải trả lời là gì, à tôi thì chưa đi vệ sinh, vẫn chưa đi vệ sinh, chứ chúng ta sẽ không trả lời là tôi không đi vệ sinh nhá. Thì cụ thể là gì, thì cụ thể cái cách mà nói là vẫn chưa thì chúng ta sẽ chia cái động từ về thể t, sau đó chúng ta cộng với cả imasen ở đằng sau. Ở đây chúng ta có là gì, à reporto mo kakimashita ka, ie mada kaite imasen, ie mada kaite imasen. Thì ở đây là gì, à bình thường nếu mà các bạn chưa được học cấu trúc này thì khi mà người ta hỏi các bạn là à bạn thì đã viết xong báo cáo chưa, thì chúng ta sẽ trả lời là gì, nếu mà xong rồi chúng ta sẽ nói là hey mo kakimashita, tôi thì đã viết rồi, đúng không? Còn chưa thì chúng ta sẽ ghi là gì, ie kaki masen deshita, hoặc là kakana katta, tức là chúng ta sẽ dùng với cả thể phủ định. Nhưng mà ở đây thì khi mà chúng ta dùng với thể phủ định thì có nghĩa là không làm, còn chúng ta dùng là te imasen thì là vẫn chưa làm. Ở đây chúng ta dùng là ie mada kaite masen là tôi vẫn chưa viết. Tiếp theo ví dụ là gì, bạn thì đã đi vệ sinh chưa, thì chúng ta hỏi là thôi de ni ikimashita ka, đúng chưa? Vậy thì nếu mà chúng ta chưa đi thì chúng ta sẽ nói là gì, mada itte imasen, đúng không? Chứ chúng ta không nói là gì, ikanai, hoặc là chúng ta không nói là ikimasen, đúng không? Mà chúng ta phải nói là à itte imasen, tôi vẫn chưa đi, chứ chúng ta không được nói là tôi không đi nhá. Các bạn lưu ý nhá, đặc biệt là những bạn nào mà làm ở trong công xưởng ấy, khi mà sếp hỏi các bạn là bạn đã đi vệ sinh chưa thì các bạn bảo là gì, à tôi chưa đi. Chứ nếu mà các bạn nói là tôi không đi, ikanai, là chết dở đấy, là các bạn cứ ở trong đấy thôi, các bạn không được đi vệ sinh đâu. Các bạn lưu ý nhá, mà phải bảo là gì, à ie mada itte imasen. Tương tự như vậy ở đây chúng ta cũng có là gì, ie mada tabete imasen, tôi thì vẫn chưa ăn, đúng không? Người ta hỏi mình ăn cơm chưa mà, thì mình phải trả lời là gì, à chưa, tôi vẫn chưa ăn, ie mada tabete imasen. Thì ở đây chúng ta có mada, đôi khi người ta vẫn có thể lược bỏ đi thì chúng ta vẫn rõ nghĩa nhá. Ví dụ người ta chỉ cần nói là ie kaite imasen thì chúng ta vẫn phải dịch là vẫn chưa biết nhá, chứ không phải là cứ có mada thì chúng ta mới dịch là vẫn chưa. Mà đôi khi trong kai hoa hội thoại bình thường ấy, để mà câu nó được gọn hơn thì người ta có thể lược bỏ đi cái từ mada, người ta chỉ cần nói là ie kaite imasen, hoặc là ie itte imasen, ie tabete imasen, ie nonde imasen nhá. Thì tương tự như vậy ở đây các bạn cũng có thể chia thành ti masen thì ti itte nai, đúng không? Itte nai thì các bạn cũng có thể chia được về cái thể ngắn nhá, thì tùy vào cái cách chia của các bạn thôi. Đó, thì ở đây chúng ta có ba cái cụm từ, đó là cụm từ gì? À tabemasen có nghĩa là chưa ăn, không ăn, tabete imasu có nghĩa là đang ăn, và tabete imasen có nghĩa là vẫn chưa ăn. Các bạn nhớ nhá, các bạn phải phân biệt được khi nào thì chúng ta nói là không ăn, khi nào chúng ta nói là đang ăn, và khi nào chúng ta nói là vẫn chưa ăn nhá. Đi vệ sinh này, đang đi vệ sinh này, vẫn chưa đi vệ sinh. Đó, sau khi các bạn học được đến bài số 20, bài số 31 này rồi thì các bạn hoàn toàn có thể tự tin giao tiếp với cả người Nhật được thêm nhá. Chứ không thể nào mà chúng ta, người ta hỏi cái gì các bạn cũng cứ là ma sen nhá, hay là mát sự, mà chúng ta sẽ có thêm nhiều cách nói hơn. Chúng ta chỉ cần đổi một chút thôi thì cái ý nghĩa của một câu nó cũng có sự thay đổi nhất định rồi, các bạn nhớ nhá. Hay miyasan ii desu ka? Các bạn đã hiểu rõ về cái cấu trúc về mada te imasen này chưa? Đó, các bạn thấy đúng không? Bài ngày hôm nay của chúng ta là một bài rất là dễ, đúng chưa? Đó, bây giờ senpai sẽ tổng kết cho các bạn về những cái cấu trúc khác các bạn được học nhá. À, đầu tiên chúng ta được học về thể ý định. Thì thể ý định là thể ngắn của maso. Vậy thì chúng ta, ví dụ chúng ta muốn nói là à nghỉ ngơi thôi nào, thì chúng ta thay vì nói là yasumi maso thì chúng ta sẽ nói là yasumo nhá. Tiếp theo, đó là chúng ta hãy lưu ý cái cấu trúc là tetsudai maso ka, có nghĩa là xin giúp đỡ ai đó, thì chúng ta chuyển về thể ngắn sẽ là tetsudao ka. Cái chữ ka đấy của chúng ta thì sẽ không được phép bỏ đi. Tiếp theo chúng ta học về dự định. Dự định thì chúng ta được học về to omoimasu và to omotemasu. Và đứng trước cái hai cấu trúc này thì chúng ta sẽ phải là yo nhá. Chúng ta sẽ là yo to omotemasu, tức là đằng trước của nó phải là động từ ở thể ý định. Tiếp theo chúng ta được học về tsumori. Tsumori thì là những cái ý định, dự định mà nó dứt khoát hơn,
nó mang cái tính chất là hành động nhiều hơn so với cả cái ý nghĩ nhá. Thì đứng trước cái tsumori để sự sẽ là verb dự hoặc là verb nai tsumori, có nghĩa là dự định làm cái gì hay là dự định không làm cái gì. Tiếp đó nữa là chúng ta được học về verb dự yote hoặc là verb danh từ no yote, có nghĩa là kế hoạch dự định thường dùng cho tập thể nhá. Mặc dù là thường dùng cho tập thể nhưng mà đôi khi vẫn có thể dùng được cho cá nhân, các bạn lưu ý nhá. Và cuối cùng đó là chúng ta được học về ma đà verb te ma sen là vẫn chưa làm được cái hành động gì. Đôi khi trong kai qua hội thoại thông thường thì người ta có thể lược bỏ từ ma đà verb te ma sen thì vẫn đầy đủ và rõ nghĩa, các bạn chú ý nhá. Hey, Mia-san, buổi học của chúng ta thì sẽ dừng lại tại đây. Các bạn chú ý là sau khi mà kết thúc buổi học, các bạn hãy làm bài tập về nhà, nghe hiểu cũng như là đọc hiểu, và kèm theo đó là bài tập ngữ pháp. Để thứ 6 này thì Senpai sẽ tiếp tục chữa bài cho các bạn. Các bạn chú ý nhé. Nếu như các bạn có câu hỏi gì muốn hỏi thêm Senpai thì các bạn hãy cứ comment ở phía dưới, Senpai sẽ giải đáp thêm cho các bạn. Và một lần nữa, rất là xin lỗi các bạn về cái sự cố hôm nay trong quá trình mà Senpai live thì đã bị gián đoạn, rất mong các bạn thông cảm. Hai miyasan, domo arigatou gozaimashita. Hai miyasan, otsukaresama deshita. Live o kirimasu. Senpai xin phép dừng buổi học tại đây các bạn nhé.